Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ hai giữa hai đội bóng, đó là FC Sông Quê gặp Gim Diamond. Với những ai đồ như Quản Trọng Nghĩa, Bùi Văn Cường, Quý MC, Trường Giảng Bom. Và đây là ông vua bóng nhanh Ngọc Hoàng, Vũ Ngọc Hoàng. Rất uy lực. Anh nghe. Bùi Văn Cường, một pha đóng dấu của Bùi Văn Cường. Vũ Ngọc Hoàng, hai pha bóng liên tiếp rất mạnh. Vẫn là những pha khởi động rất đẹp của Vũ Ngọc Hoàng. Ông vua bóng nhanh. Như đã chia sẻ ngay từ đầu giải, Sông Quê là một trận rất mạnh mọi người ơi. Họ đang là Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường đánh gãy mất cây rồi. Pha cái đầu của Bùi Văn Cường đập vào sân bay lên gãy mất cây luôn. Muốn giải về. Bốn cầu thì họ muốn giải dành kìa, mất tiêu lắm. QMC đánh bóng không qua chắn. Điểm đổi 1-0 cho Sông Quê.
Cực một tốt. Lần này thì Quý MC đã có điểm rồi. Đổi điểm về cho Kim Diamond là 1-1. Một tốt của Quản Đồng Nghĩa. Và bỏ bóng của Huy Con đầy kinh nghiệm. Điểm đổi về cho Sông Quê là 2-1. Một tốt của trường Trảng Bom. Vậy là một pha kết thúc của trường Trảng Bom. Đổi điểm về cho Kim Diamond là 2-2. Vậy là Quản Trọng Nghĩa đánh bóng không qua anten. Điểm đổi về cho Kim Diamond 3-2. Như vậy thôi, như vậy thôi. Vậy là Kim Diamond phát bóng không qua lưới. Điểm đổi Sông Quê 3-3. Đa khăn của Sông Quê gồm có thủ công tuyển quốc gia Hoàng Trạch, thủ công Quản Trọng Nghĩa, Xuân Đức và phạt bóng Huy Con. Trong khi đó đội hình đa khăn của Kim Diamond là trường Trảng Bom, Dũng Lại, Quý MC và Phù Thủy Đắc Bóng. Điểm số đang là 3-3. Huy Con một rất tốt của Dũng Lại đến hai của Quý MC. Một pha bỏ bóng thành công của Quý MC đổi điểm về cho Kim Diamond 4-3. Quả bóng rất mạnh, vẫn còn. Trọng tài xác định lỗi dính bóng. Điểm đổi cho Sông Quê 4-4. Không tham gia giải đấu này vì chấn thương đột xuất rồi đấy. Bực một tốt của Quý MC. Một pha bỏ bóng rất hay của Kim Diamond. Đổi điểm về cho Kim Diamond 5-4. Bực một tốt của Quản Đồng Nghĩa. Bùi Văn Cường. Vậy là Bùi Văn Cường không qua hàng chắn rồi. Bùi Văn Cường không qua hàng chắn của trường Trảng Bom. Đổi điểm về cho Kim Diamond 6-4. Bực một tốt của Bùi Văn Cường. Phòng thủ thành công. Vậy là đã có điểm cho Kim Diamond rồi. Điểm đổi Kim Diamond 7-4. Vâng, và như vậy là Văn Cường và Quản Nghĩa đã đổi vị trí dẫn đầu. Cường sang bên Bùi Văn Cường bắt bước một tốt rồi. Vậy là Bùi Văn Cường đánh bóng không qua hàng chắn của trường Trảng Bom. Điểm đổi về cho Kim Diamond là 8-4. Kim Diamond đã vượt lên. Rồi khả năng phòng thủ và bóng chắn rất hay. Đây có thể nói là cuộc thủ đô đầy hấp dẫn của bóng chuyền miền Bắc. Một kèm miền Nam chính hiệu. Một pha bỏ bóng đầy kinh nghiệm của Quý MC. Điểm đổi về cho Kim Diamond là 9-4. Và chính vẫn là anh Trạch Thủy. Chào 800 anh em đang xem rồi.
rất mạnh, rất khó chịu. Bóng trong dân rồi. Vậy là FC Song Quê đã có điểm thứ 5, điểm đổi 5-9. Vực 1 tốt rồi. Quý MC, một pha đóng y của Quý MC. Điểm đổi về cho Kim Diamond là 10-5. Bực 1 tốt của Quản Trọng Nghĩa. Bỏ bóng rất hay. Vậy là đổi điểm về cho Song Quê 60. Và bắt bậc 1 không được tốt của Kim Diamond. Cụ thể đấy là Quý MC. Điểm đổi về cho FC Song Quê 70. Vẫn là Quý Con. Một tốt của Quý MC. Trường Trảng Bom, một pha bỏ bóng rất cao tầm của Trường Trảng Bom. Điểm đổi về cho Kim Diamond là 11-7. Quý MC, một pha kéo bóng của Quý MC đóng vào, đóng vào biên của FC Song Quê. Và điểm đổi về cho Kim Diamond là 12-7. Rất mạnh Bùi Văn Cường. Lần này thì Bùi Văn Cường đã đánh bóng thành công rồi. Điểm đổi về cho FC Song Quê 82. Quả bóng rất mạnh được ghi về điểm số thứ 8 cho FC Song Quê. Vậy là Huy Con một pha phát bóng đầy uy lực, rất mạnh, rất khó chịu. Đổi điểm về cho FC Song Quê 92. Những pha bóng của Huy Con rất chắc chắn. Một tốt của Huy Con rồi. Quản Trọng Nghĩa. Vậy là Quản Trọng Nghĩa đánh bóng không qua hàng chắn của Quý MC và Trường Trảng Bom. Điểm đổi về cho Kim Diamond 13-9. Bước 1. Vậy là bước 1 không được tốt của Quản Trọng Nghĩa. Điểm đổi về cho Kim Diamond 14-9 rồi. Lần này thì Kim Diamond phát bóng không qua lưới. Điểm đổi về cho Song Quê 10-14. Không chỉ là lần đầu tiên.
Vì còn phát bóng ra ngoài. Điểm đổi về Kim Diamond là 15-10. Một pha gõ bóng lỏng tay của quản trọng nghĩa ghi về điểm số 11-15 cho FC Song Quê. Vẫn còn rất cố gắng. Quý MC. Quý MC đánh bóng chưa qua chắn. Điểm đổi về cho Song Quê 12-15. Huy Con đang niệm thần chú trước khi phát bóng. Trường Trảng Bom. Vậy là có điểm rồi. 16-12. 16-12 cho Kim Diamond. Chấn thương cho nên không thể tham gia giải đấu này nha. Hay cho Tùng đó là Trường Trảng Bom. Vậy là Kim Diamond phát bóng ra ngoài rồi. Điểm đổi cho FC Song Quê 13-16. Vẫn là những pha niệm thần chú của Huy Con trước khi thực hiện những pha phát bóng đầy lực. Trường Trảng Bom, một pha bóng cắt cao tầm của Trường Trảng Bom đổi điểm về cho Kim Diamond 17-13. Bước một tốt của quản trọng nghĩa. Đây là một pha đóng dấu của Xuân Đức. Đổi điểm về 14-17 cho FC Song Quê. Vẫn là Huy Con. Bước một tốt của Trường Trảng Bom. Quý MC. Và đấy là câu trả lời của Quý MC đổi điểm 18-14 cho Kim Diamond. Alo bạn. Rất mạnh, bước một tốt. Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường đánh bóng chưa qua lưới. Điểm đổi về cho Kim Diamond 19-14. Một pha bắt bước một công kênh của Xuân Đức và quản trọng nghĩa. Điểm đổi 20-14 cho Kim Diamond. Quản trọng nghĩa, một pha đánh bóng bắt tay chắn, bóng bay ra ngoài khán giả. Điểm đổi 15-20 cho FC Song Quê. Lần này thì còn đã phát bóng ra ngoài và kết thúc set đấu thứ nhất ở trận đấu thứ hai. Kim Diamond chiến thắng với điểm số 21-15 trước FC Song Quê. Chúng ta sẽ bước vào set đấu thứ hai ở trận đấu thứ hai này. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào set đấu thứ hai giữa hai đội bóng FC Song Quê và Kim Diamond. Và
Hai đội bóng đã có điểm số là Campuchia bây giờ đánh 6-6 cũng rất khủng khiếp mọi người ơi. Họ đợi tuyển U21 của Campuchia vừa thắng cả Cuba đây mọi người. Một pha bóng bỏ bóng đầy tinh tế của chàng tròn bom. 1-2. Một pha bỏ nhỏ hay. Đổi điểm về cho Kim Diamond là 1-2. Một pha đánh bóng bắt tay chắn của Bùi Văn Cường. Đổi điểm về cho FC Sông Quê 3-1. Trận nào hay. Sao đưa vào. Cảm ơn Phạm Cân Hiếu nha. Bước 1 thành công. Đó là cầu. Một pha chuyền hai đâm bóng. Một pha bỏ bóng rất nhanh của Kim Diamond. Điểm đổi về cho Kim Diamond 2-3. Vậy là Kim Diamond phát bóng ra ngoài mất rồi. Điểm đổi về cho FC Sông Quê 4-2. Rất mạnh. Quý MC. Một pha đóng vạch y nhưng mà bóng ra ngoài mất rồi. Điểm đổi về cho FC Sông Quê 5-2. Họ lại dẫn lại đối thủ 3 điểm rồi. Bóng chưa dừng nên đã chưa thể biết trước được điều gì đâu. Rất mạnh nhưng bước 1 tốt của trường Trào Bom. Vậy là một pha đánh phá chắn rất hay của trường Trào Bom. Đổi điểm về cho Green Diamond 3-5. Anh nhờ bị chạy đi. Bảng biểu của giải đấu đấy. Bùi Văn Cường. Một pha đánh bóng bắt tay chắn của Bùi Văn Cường. Tốt của Bùi Văn Cường khi bóng đã chạm vào hàng chắn trước khi bóng đi ra ngoài. Và tỷ số là 6-3 dành cho các trận về phía của FC Sông Quê. Điểm số là 6-3 nghiêng về Sông Quê. Và chúng ta đang thấy được rằng là những chàng trai của FC Sông Quê họ đang quyết tâm rất cao ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Bước 1 tốt của trường Trào Bom. Và một pha bỏ bóng đầy kinh nghiệm của trường Trào Bom. Điểm đổi cho Kim Diamond 4-6. Những chàng trai của Kim Diamond họ đang như những cá gặp nước vậy. Những chàng trai như trường Trào Bom, quý MC Dũng Hải đang bóng và kể cả là trường Anh Cà nữa. Họ đều là những người thi đấu ở thể thức này. Một pha bắt góc 1 công kênh của Xuân Đức. Điểm đổi về cho Kim Diamond 5-6. Và khoảng cách bây giờ chỉ đang là 1 điểm mà thôi. Bóng mạnh rồi. Bóng vẫn còn. Vậy là trọng tài xác định đã có điểm cho Kim Diamond rồi. Điểm số 6 đều. Tổ chức thi thông báo là có một cái chìa khóa xe Honda của bác nào vừa mất thì hãy đến liên hệ với lại chỗ của con Tùng Sport các bạn nhé. Tại cái loại. Và quay trở lại với trận đấu này, bây giờ thì tỷ số là 6 đều rồi. Một tốt của Xuân Đức. Xuân Đức. Bóng vẫn còn, cơ hội phản công, quản kia. Chưa được. Vẫn chưa được. Đây rồi, trường này cả. Phòng thủ tốt của Huy Con. Phòng thủ rất mạnh của Huy Con. Đây rồi. Sau đó lần này thì Quản Trọng Nghĩa gõ bóng đã có điểm rồi. Điểm số Sông Quê 7-6. Ở đây ông sao? Tất cả mọi người.
Ờ Nghĩa ơi, qua trả hẳn đi. Nghĩa ơi, qua trả nữa đây. Rồi. Những sự điều chỉnh trắng của Huy Quân để có thể tạo ra sự khó khăn đối với lại các tầng bên phía các chàng trai của Huy Quân. Và đó đúng là đây là một pha câu trả lời của quản trọng Nghĩa. Điểm đổi cho FC Đông Quê 86. Vận động viên Huy Quân. Anh ơi. Ngay sau khi có được một lỗi thì đó là một món quà đối với lại quả trọng Nghĩa. Quả trái lên Nghĩa, trái nữa. Công của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì vâng, đứng ở giữa cứng anh không nỡ từ chối rồi. Rồi. Đó tỷ số là 8-6 dành cho bên phía của FC Sông Quê. Rồi. Một tốt cầu quý MC. Đây rồi, sẽ là cơ hội còn cho bên phía của Sông Quê. Bùi Văn Cường đánh bóng ra ngoài mất rồi. Quyết định của trọng tài rằng bóng chưa chạm tay bất cứ một vận động viên Kim nào và đi ra ngoài. 7-8 dành cho bên phía của Kim Diamond. Điểm đổi cho Kim Diamond 7-8. Bảy tám rồi. Có cách đang là 1 điểm. Lưới phát điểm trực tiếp của Kim Diamond, điểm số là 8-0. Vâng, rất tuyệt vời. Và chúng ta đang thấy được rằng một trận đấu tuyệt hay ở lượt trận thứ hai thôi. Một giải đấu thật sự chất lượng, giải bóng chuyền nam 44 đêm Trung Tín được tổ chức lần thứ hai năm 2022. Và bây giờ thì tỷ số đang là 8-0. Các chàng trai của Kim Diamond họ đang có lợi thế về tâm lý. Ngươi cùng đi. Đấy. Ra rồi dẹp ngươi. Bước một tốt của Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường vẫn chưa thể qua hàng chắn được. Cơ hội dành cho quả trọng Nghĩa. Đó là một pha xử lý tốt. Một pha gõ lòng tay bẻ lái của quả trọng Nghĩa. 98 dành cho bên điểm đổi về cho FC Đông Quê 98. Đây rồi, ok. Tiếp tục sẽ là tình huống phát bóng của Huy Con. Huy Con phát bóng ra ngoài mất rồi. Vậy là điểm đổi cho Kim Diamond là 9-0. Rõ ràng các chàng trai của FC Sông Quê họ cần phải hiểu họ đang một tốt của quản trọng Nghĩa bám đuổi ở hiệp đấu, họ cần phải quyết tâm rất cao một pha đánh hàng giữa của Xuân Đức để đưa trận đấu về vạch xuất phát và thấy cân bằng. Điểm đổi cho Sông Quê là 19. Rồi thì Xuân Đức đã cụ thể hóa và một pha ghi điểm tốt và nâng tỷ số lên thành 19 dành cho bên phía của Sông Quê. Có một khó khăn. Đây rồi, quý MC. Vẫn là những pha bóng đầy kinh nghiệm của quý MC. Điểm đổi cho Kim Diamond là 10-0. Em gọi anh à. Rồi phải sang đâu không? 10-0 rồi. Tiếp tục sẽ là tình huống phát bóng một tốt của Xuân Đức. Vâng, đó là pha xử lý tuyệt vời của Huy Quang. Và dí bóng rất mạnh của Huy Con làm Trường Trảng Bom phải ngồi xuống. Có xử lý tốt của Huy Con khi đối đầu với lại bàn tay và tổ Trường Trảng Bom. Nhưng mà vẫn là chiến thắng dành cho Huy Con. Lần này thì Huy Con phát bóng không qua lưới rồi. Đáng tiếc là sau đó điểm đổi về cho Kim Diamond 11 đều. 11 đều dành cho bên phía của Kim Diamond. Sức mạnh của vẫn có điểm và lại là một bàn xử lý tốt nữa của Huy Con. Vậy là FC Sông Quê đã có điểm rồi. Điểm số điểm đổi cho FC Sông Quê 12-11. Chắn bên phía Kim Diamond. Nhưng bằng một cách nào đó thì anh vẫn lấy được điểm số dành cho đội bóng của mình.
Đây rồi sẽ là cơ hội để tổ chức phản công dành cho FC Sông Phương. Vẫn còn và tiếp tục sẽ là cơ hội dành cho các chàng trai áo xanh. Wow, các bạn ơi, trường Tràng Bom. Đấy là câu trả lời của trường Tràng Bom. Điểm đổi về cho Green Diamond 12 đều. Hai đội bóng này ở sắc đấu thứ hai này rất giằng co. Sẽ cần một chiều nhưng ở set 2. Set 2 thì Sông Quê đang nóng máy. Rất mạnh. Một bóng tốt của Quản Trọng Nghĩa. Bóng đánh trong sân. Vậy là Quản Trọng Nghĩa đã đánh bóng trong sân. Điểm đổi về cho Sông Quê 13-12. Nói được rằng là cả hai đội đang có một màn xu kè. Có một màn dư đổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn ở trong lượt đấu này. Anh cảm thấy cho em này là đội đội anh đi đấy, cứ đi qua đây tài giải đúng này, nhưng mà những chàng trai của team Kini cũng đã quyết tâm rất là một tốt của Quý MC. Vậy là có điểm rồi, điểm đổi về cho Kim Diamond 13 đều. 13 đều dành cho các chàng trai của Kim Diamond. Kinh nghiệm của trường Trạng Bom cảm nhận thế nào? 13 đều. Được một tốt rồi. Vẫn là những pha bóng lao rất nhanh của Quản Trọng Nghĩa. Điểm đổi về cho Sông Quê 14-13. Ngoài trừ những trường hợp thi đấu ở sân Phủi, Hội Làng thì kể cả như giải vô địch quốc gia thì Quản Trọng Nghĩa trong màu áo của Tràng An Ninh Bình cũng đã đối đầu với Quân Đội Xây Dựng Bình Dương ở những năm trước. Họ cũng đã đối đầu nhau rất nhiều. Cú một tốt rồi. Trường Trà Bom. Đó là tình huống đã có một điểm tốt của trường Trà Bom. May mắn. Vẫn có điểm cho trường Trà Bom. Trường Trà Bom khi mà bóng đã chạm vào tay trái. Vậy là 14 đều rồi. Rơi xuống ngay phần sân của em sẽ sống quỷ. 14 đều. Quá thế gần. Và nhưng mà chúng ta và bóng đầy kinh nghiệm bỏ bóng đầy kinh nghiệm của Huy Con. Điểm đổi về cho Sông Quê 15-14. 15-14 dành cho bên phía của FC Sông Quê. Được một tốt của Quý MC. Quý MC. Lần này thì Quý MC không qua được hàng chắn của Huy Văn Cường. Điểm đổi về cho Sông Quê 16-14. Vũ Quốc Hoàng là một vận động viên chuyên nghiệp. Sát nhau vào, sát nhau vào. Đang trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Đồng chí đã cao đặt trường cả bóng. Lần này thì còn phát bóng không qua lưới. Điểm đổi về cho Kim Diamond 15-16. Một tình huống phát bóng không qua lưới và đổi điểm dành cho bên phía Kim Diamond. 15-16. Mức 1 không được tốt của Quản Trọng Nghĩa. Hôm nay anh có tỷ lệ phát bóng ăn điểm hiệu suất lên tới 90%. Trường Trạng Bom. Tốt của trường Trạng Bom. Và bây giờ quả bóng đánh bạc tay chắn của trường Trạng Bom. Điểm đổi về cho Kim Tân 16 đều rồi. Và rõ ràng ở giải đấu năm nay cũng như trận đấu này, nó không dành cho khán giả có tiền sử bệnh tim. Nếu ai có tiền sử bệnh tim thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim cho mình. Bởi những tình huống nghẹt thở như thế này thì một chưa được tốt. Những cảm xúc thực sự là đúng rồi. Vậy là Quản Trọng Nghĩa đánh bóng ra ngoài mất rồi. Điểm đổi về cho Kim Diamond 17-16. 17-16. Lần đầu tiên ở trong hiệp thi đấu thứ hai này thì Kim Diamond nó đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 17-16. Bóng vẫn còn. 18-16 dành cho bên phía của bóng vẫn hay của Quý MC. Điểm đổi về cho Kim Diamond 18-16. Kim Diamond rất mạnh.
Sau đó là pha phản công tuyệt vời của Quý FC. Rất mạnh, rất khó chịu. Quan trọng Nghĩa và không có một cơ hội nào để cho chúng ta có thể công thủ. Quan trọng Nghĩa 17-18 dành cho bên phía của FC Sông Quê. Đã ghi điểm về cho FC Sông Quê 17-18. Có trái lên xuống này. Bây giờ thì sẽ là tình huống phát bóng tấn công của Huy Quang. Cú một tốt của Sông Lai. Quý MC. Đúng vào bóng đầy kinh nghiệm của Quý MC. 19-17. Ghi về điểm số 19-17 cho Kim Diamond. Hai điểm số nữa thôi. Và các chàng trai Kim Diamond họ sẽ giành chiến thắng và kết thúc trận đấu này với bàn thắng thuộc về mình. Và cũng hai điểm số nữa thì FC Sông Quê họ sẽ rút ngắn khoảng cách và sân bằng kinh biệt. Lần này thì chúng lại phát bóng không qua lưới rồi. Điểm đổi về cho Sông Quê 18-19. Đấy rồi. Quý MC. Bóng vẫn còn và bây giờ sẽ là pha trượt chân của Huy Con. Rất đáng tiếc dành cho bên phía của FC Sông Quê. Điểm đổi về cho Kim Diamond là 20-18. Huy Con trong pha bóng vừa rồi. Có lẽ là sân trơn. Do trong thời tiết vừa rồi thì tại Hà Tĩnh đã mưa khá nhiều và đã ngập rêu ở tại sân thi đấu của giải bóng chuyền này. Và rất đáng tiếc dành cho bên phía Sông Quê. 20-18. Must boy dành cho bên phía của Kim Diamond. Được một tốt rồi. Rồi. Bóng vẫn còn, bóng vẫn còn. Bóng đi ra ngoài rồi, 19-20. Bóng này đã ghi điểm thứ 19 cho FC Sông Quê. Điểm đổi 19-20 nghiêng về Sông Quê. Bây giờ thì chúng ta cùng trông chờ sự tinh quái của Huy Con sẽ như thế nào đây. Ngay sau đó thì huấn luyện trưởng ông Phú Kaka đã phải dừng điều xin tạm dừng máy. Hai đội xin giành quyền hội ý ở trận đấu thứ hai. Rất gần với lại các học trò cũng như không sao cả. Đồng đội của mình cũng đã sát trò. Chỉ cần một điểm số nữa thôi. Thủ kim đại bình họ sẽ chính thức có chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên của mình này. Xin cảm ơn tất cả các khán giả đang có mặt ở tại sân thi đấu. Và chúng ta đã được chứng kiến giải bóng chuyền nam 4-4 đèn trung tính lần thứ hai năm 2022. Quyết đây, quyết đây. Đúng như thầy cáo đó. Sát ra vào. Sát sườn nào Cường ơi. Rồi. Không phải như vậy là. Và bây giờ thì sẽ là tình huống phát bóng của Huỳnh Con. Là 19-20. Và tốt rồi. Bây giờ sẽ là chương trình bóng. Đây là chúng ta kết thúc trận đấu thứ hai với chiến thắng chung cuộc là Kim Diamond thuộc về Kim Diamond với điểm số 21-19 và kết thúc trận đấu thứ hai này.